đợt cách đây cũng khoảng gần 2 tuần thì trong 5 ngày mình đã chốt được 8 deal. Chào tất cả các anh chị em trong gia đình mình. Mình xin tự giới thiệu, mình là Hoàng Đức Hạnh. Hiện đang sinh hoạt tại Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Về cái lĩnh vực pháp lý thì mình làm từ năm 2008 đến nay. Và riêng về mảng luật sư về bất động sản thì từ năm 2019 đến nay. Về cái phần luật sư của mình thì mình làm hai mảng chính, đó là luật sư về bất động sản và thứ hai đó là về doanh nghiệp. Ngoài ra thì khi mà đến với bất động sản thì mình với vai trò là một người đầu tư cá nhân thì khu vực mình đầu tư là ở thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bình Phước. Ngoài ra thì mình có làm về môi giới và đợt cách đây cũng khoảng gần 2 tuần thì trong 5 ngày mình đã chốt được 8 deal. Thì trong cái thời điểm này thì cũng xin truyền một số cái động lực cho anh em là trong 5 ngày mình đã chốt 8 deal và đến thứ bảy tuần này là mình tiếp tục đi đi công chứng cho một khách và đến ngày 19 tháng 4 là công chứng cho 4 khách nữa. Vâng, Thì rất tuyệt vời. trong nguy cơ Ok. thì diện tích của nó là diện tích là 5 nhân với 50 50 tổng cộng là 250 mét vuông. Hai Có trăm 100 mét thổ cư. Và à. có một cái điểm nhấn đó là từ cái vị trí đất mà ra đến khu công nghiệp nó đã có cả trên áp rồi là vào khoảng là gần 1,5 cây số. Và giá thì họ bán là 240 triệu một nền, thổ cư 100 mét, còn lại là 150 Ồ, hay quá nhỉ. Đất mét đất giá rẻ nhỉ, đúng không? là Một hai trăm có 250 triệu. Ok. thực ra thì mình còn còn có những sản phẩm ví dụ như là 1 hectare giờ vào khoảng là tầm 260 đến 270 triệu một hectare. Cứ đi Hay săn là thấy anh em ạ, quá. cứ đi săn là thấy. Có những Ok. món mà mình không thể tưởng tượng được nhưng mà trên thực tế nó có. Nó Hay quá. có. Nick đã đào tạo hơn 200.000 học viên từ năm 2012. Bạn có muốn tìm hiểu các bí quyết kinh doanh và đầu tư trong cộng đồng Nick Family với hơn 3.000 thành viên toàn quốc và bên ngoài không ai tiết lộ? Đăng ký ngay để trở thành thành viên.